Diêm ở Đài Loan, nằm ở thành phố Cửa Long, rất là nổi tiếng nha mọi người. Giờ mình đang ở bên đường mép bên lộ, đó là một cái chợ Diêm nổi tiếng về các món ăn vặt, như là các món nướng, món xào, các loại món ăn vặt ở Đài Loan này. Người Đài Loan rất là thích ăn món ăn vặt nha mọi người. Họ ít có ăn cơm lắm. Rồi mình qua lộ nha mọi người. Giờ mình sẽ chuẩn bị vào chợ nha, cho mọi người thấy chợ Diêm ở Đài Loan như thế nào ha. Họ bán rất là nhiều món ăn vặt nha, khách du lịch rất là nhiều, các loại trái cây, nước ép trái cây, các loại ăn vặt như là cái món Việt Nam tôi kêu bằng xôi mặn á. Đông người quá, hôm nay là ngày thường mà còn rất là đông người. Món ăn hải sản. Ôi, mà hôm nay trời cũng nóng nữa. Giờ này là 4 giờ mấy, gần 5 giờ ở Đài Loan nha mọi người. Đông người luôn. Ở trong chợ này có một cái chùa rất là nổi tiếng, nên nhiều người khách du lịch đến đây tham quan cái chùa đó lắm. Ở trước tới này là một chút mình quay cho mọi người thấy cái chùa. Hôm nay ngày thường cũng hơi vắng, hơi ít người bán. Chứ nếu mà ra nghỉ ngày chủ nhật thứ bảy đông lắm. Đây cái chùa này đây. Ngày nào đó mình sẽ vô đây giới thiệu quay cái chùa cho mọi người xem nhé. Hôm nay mình chỉ quay những món ăn vặt của Đài Loan. Mà ở đây có cái món lạp xưởng rất là nổi tiếng nha mọi người. Đây, món lạp xưởng rất là nổi tiếng. Thường thường rất là nhiều người khách hàng để mua. Rất là ngon. Thường ngay ngày chủ nhật thứ bảy người ta xuất hàng mua rất là nhiều á mọi người. Bình thường chị em Việt Nam mình á ưa về Việt Nam, ưa mua lạp xưởng để đem về bển làm quà cho Việt Nam. Chị biết hôm nay trời rất là nóng. Ở đằng trước có cái chị bán đồ ăn Việt Nam ngon lắm, bún riêu rồi rất là ngon. Để mình quay một vòng lát thôi mình đi lại ăn, mình ăn trong quán Việt Nam cho mọi người xem đó. Người Đài Loan họ làm cũng vất vả lắm, nhưng mà họ vui chơi, họ cũng ăn uống vui chơi dữ lắm ạ. Nhưng mà các loại hải sản và lát trứng chữ chết. Giờ này mình ra hơi sớm. Các loại hải sản nè. Thank you.
À, có một con heo quay giống Việt Nam quá nhưng mà ăn không ngon mọi người, nhưng mà rất là mắc. Đây con bán. Chị bán đây hả? Đâu đây vậy? Em đi chợ nè. Chị bán sao chị không nói em ở đằng này chứ đâu. Vậy đó hả? Ừ. Chị bán ra vậy? Bán gì mày? Ai là ai? Hả? Là ai? Đây. Là đó là ai vậy? Chị bán quá. Vậy, sao chị ra đây chị bán luôn hả? Hả? Trời, phải biết ra đây chơi rồi. Đâu biết đâu. Em đi quay video cho ta coi cho ta ăn nè, thấy này nè. Thì theo ý hình Việt Nam ha. Hả? Ừ. Trời, em đằng đại chút nè, cái chị biết nhà chị em không? Dạ. Em ở nhà bả chứ đâu. Dạ. Ừ, bữa nào xuống lại đi chơi. Là chị bán rồi, ổng đưa ra hay gì? Hả? Ổng đưa ra hay gì? Chồng chị á? Chồng đưa ra, còn hai ba đứa nhỏ. Rồi chị ra đây bằng gì? Chồng ba hả? Giận không? Hả? Giận không? Sức hả? Trời, giỏi vậy đó hả? Vậy hả? Ờ, bữa nào hẹn đi. Em cũng định qua nhà chị chơi nè. Thôi bán đi nghe em đi. Nhà nào cũng bán chứ không? Nhà nào cũng bán nha. Dắt chị về đi chơi. Báo có rảnh. Trời ơi, chồng con nè. Đi nha. Hả? Con mới lớn. Giờ này là lo con nước. Giờ này em chỉ đi mình thôi. Đi nha. Mới gặp cái chị bạn Việt Nam mà chị đã lấy chồng chung với mình qua mười mấy năm đó cho mọi người. Chị ra đây chỉ làm phim á. Mình không ngờ nè, không ngờ mà chị chạy xe ra tới đây làm phim này. Lát mình quay lại tâm sự với chị nữa. Việt Nam mình, chị em Việt Nam mình đi ra đây làm phim rất là nhiều lắm. Cái khâu này nó bán như vậy đó. Thấy con heo quay mà ai ngờ chỉ là bán cho cái ông chủ ổng quay heo á. Quay heo cái món gà này nè, gà gì cái mà xé xé ăn ngon, rất là ngon nha mọi người. Món gà này nè. Xé ăn rất là ngon. Ta làm ta trộn nha, cái xé nó bỏ vô trộn các độ gia vị vô ăn rất là ngon, mà cái chị bán hình như là chị cũng là người Việt Nam á mọi người. Nhưng mà vì không giống quê lâu. Chị bán cũng là gì mình đi qua lộ kia đi bên đây cũng giống nhau hai bên. Các loại mực nướng nè, nước ép trái cây, nước trái cây. Bánh ăn vặt rất là nhiều. Cái lỗ lớn nữa, nó có cái từ rất là cao. Còn trên đó bán các loại coi phim rồi đủ thứ, nhà hàng đủ thứ các loại trên cái tầng lầu đó. Còn đây là giờ mình đi chợ đêm,
chữ dừa, nước dừa. Phát khai là chợ của Đài Loan nó cũng bình thường thôi mọi người, nhưng mà đối với người ở các nước khác thì người ta nhìn hơi lạ lẫm thôi. Còn nhưng mà quay lên thì mình thấy cũng ở đâu cũng giống nhau thôi, buôn bán các thứ, mà chỉ vì cuộc sống của họ khác với mình chút xíu thôi. Chứ ủa cái chị Việt Nam, ủa cái chị Việt Nam hôm nay không có bán gì ta, hôm nay chị nghỉ rồi. Ngoài trước là ngoài lại mọi người ơi, vì thời gian video có hạn nên mình kết thúc video tại đây nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ, mà nếu ai muốn tìm hiểu về Đài Loan thì phải nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình sẽ cho mọi người thấy những cuộc sống bên Đài Loan như thế nào nha. Bye bye, tạm biệt mọi người.